Xin chào quý vị khán giả của kênh Quảng Ngãi Vlog. Hôm nay kênh xin chia sẻ thông tin tiểu sử của thầy Tâm Dũng. Còn tiểu sử của các thầy khác trong đoàn, kênh cũng đã chia sẻ rồi. Xin mời quý vị vào danh sách video của kênh để xem nhé. Thầy Tâm Dũng hay bị cộng đồng mạng gọi nhầm là thầy Tâm Tú. Sinh ra và lớn lên ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Trong gia đình bình thường, thầy Tâm Dũng sinh năm 1989, năm Kỷ Tỵ. Mệnh mộc, cụ thể là đại lâm mộc, nghĩa là gỗ rừng già, tuổi đời lâu năm, có nhiều tán lá rộng tỏa ra. Vì vậy những người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989 này, thường có những suy nghĩ thấu đáo và chín chắn. Sống nhân hậu hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thầy Tâm Dũng năm nay 35 tuổi, thầy đã từng lập gia đình, có vợ rất xinh đẹp, tên là Nguyễn Thị Bảo Yến. Hiện tại làm nghề bảo mẫu, một đứa con trai tên Gia Bảo. Sinh năm 2016, cháu năm nay cũng được 8 tuổi. Vợ của thầy Tâm Dũng từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cũng vì chữ nghèo mà anh từ bỏ tất cả, kể cả em. Người đáng thương nhất là em. Không lo được cho anh cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Xin lỗi anh. Hay một dòng tâm trạng khác của vợ thầy là, cũng bởi vì chữ nghèo, tôi khổ vì anh quá nhiều, chỉ mong được sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng anh từ bỏ tôi, giờ tôi sống trong đau khổ. Thầy Tâm Dũng đã từng chia sẻ, lúc trước, thầy có làm nghề thiết kế, tạo mẫu giày dép. Từng mở cửa hàng buôn bán giày dép nữa. Hồi trước, thầy có về núi An Giang để tu học, nhưng tìm không đúng thầy, tìm không đúng chánh pháp nên thầy quay trở về nhà. Nay thầy tìm thấy được Minh Sư, tìm thấy được chánh pháp là thầy Minh Tuệ. Mỗi lần thấy thầy Minh Tuệ trên các nền tảng mạng xã hội là lòng cứ thôi thúc, muốn đi theo thầy ngay. Nên thầy Tâm Dũng bắt xe ra Quảng Bình để gặp thầy, xin thầy được đi theo. Sáng ngày 26 tháng 5, thầy gia nhập tăng đoàn của thầy Minh Tuệ. Khi đến nơi gặp thầy Minh Tuệ, trong túi còn gần 4 triệu đồng, thầy Tâm Dũng đã phát lộc, quá duyên hết cho mọi người. Thầy nói, giờ đi theo thầy Minh Tuệ không cần dùng tiền nữa, nên phát hết luôn. Thầy Tâm Dũng mới đi theo thầy được một tuần thì xảy ra sự cố. Đêm ngày mùng 2 sáng ngày mùng 3 tháng 6, thầy Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Tăng đoàn bị chia đoàn xẻ nghé, thầy Tâm Dũng bị bỏ rơi ở đường Chánh Huế, nhìn cảnh thầy bơ vơ một mình, tâm trạng hụt hẫng. Giữa một nơi lạ lẫm, trong người không tiền, không điện thoại, thấy thầy thật đáng thương, tội nghiệp làm sao. Sau đó thầy về địa phương ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ, đến ngày 7 tháng 6 thầy được trợ duyên ra Phú Yên, để gặp các sư huynh đệ của mình gồm những thầy Thiện Hòa, thầy Lâm Tuyền, thầy Minh Tự. Nhóm của thầy Tâm Dũng tiếp tục bộ hành hướng về Gia Lai, nơi thầy Minh Tuệ đang ở tu tập. Đến đêm ngày 12 sáng ngày 13, nhóm của thầy bị công an Gia Lai triệu tập. Đến giờ vẫn chưa rõ thông tin. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.